học với đại sư chương gia ba năm cơ sở học phật của tôi nền tảng vững chắc là nhờ học ba năm với đại sư đại sư dạy tôi nhìn thấu buông bỏ dạy tôi học đức phật thích ca mâu ni phương hướng và mục tiêu này vô cùng chính xác tôi mới hiểu tu học của phật pháp căn bản của căn bản ở chỗ buông bỏ. đại sư nói với tôi nhìn phải thấu buông phải được đây là bí quyết nhìn thấu nghĩa là thấu triệt thấu triệt giúp ta buông bỏ buông bỏ giúp ta càng thấu triệt từ sơ phát tâm đến như lai địa đều nhờ hai phương pháp này hỗ tương thành tựu thấu triệt là trí tuệ Buông bỏ là chân công phu Không buông được là hỏng Không buông được là cả đống phiền não Sẽ không có thành tựu Buông bỏ đừng sợ hãi Đừng nghĩ rằng tôi buông bỏ tất cả Vậy cuộc sống ngày mai của tôi phải làm sao Đừng nghĩ đến ngày mai Đừng nghĩ đến sang năm Điều này một người xuất gia tu hành Tuyệt đối không cho phép Ngày mai vẫn chưa điện Nghĩ nó làm gì Tôi tin vào thần hộ Pháp Tôi không có gì cả Thầy hộ Pháp sẽ chăm sóc tôi Không chăm sóc tôi thì sao Ngài không tròn trách nhiệm Ngài sẽ bị cách chức Tôi tu đạo chân chánh Ngài hộ Pháp thì phải chịu trách nhiệm này nếu bản thân tôi truy cầu danh gian lợi dưỡng Đương nhiên Ngài không cần hộ tôi Ngài có thể không để ý đến tôi Nếu tôi tìm cầu danh gian lợi dưỡng Ngày nay tôi nhất tâm cầu đạo Nếu tôi chết đói chết lạnh Ngài có chịu trách nhiệm chăng Có cảm ứng là thật không phải giả Chư Phật hộ niệm Thiên Long thiện thần bảo hộ Huống gì thầy dạy tôi bố thí Càng bố thí càng nhiều Càng nhiều càng bố thí Bởi vì Nhiều quá cũng phiền Suy nghĩ tiền này nên dùng như thế nào Một tín đồ của Malaysia Cũng dường một số tiền Quý vị xem Tôi suy nghĩ năm sáu năm Nên dùng số tiền này như thế nào Cúng dường cho tôi một số tiền lượng 500 dạng đô la Mỹ Cho nên lúc đó tôi thường vào quốc nội Âm Triệu bột vẫn còn Quan niệm tổ vẫn còn Mỗi năm tôi đều đi một hai lần đi thăm bạn bè Cuộc tôn giáo rất tốt đối với tôi Đi cùng tôi đến phòng sơn xem thạch kinh Tôi nhìn thấy vô cùng hoàn hỷ Tôi nói cục trưởng Diệp Tôi có 500 dạng đô la Mỹ Dùng để in thạch kinh này In 1.000 bộ tặng cho quốc gia Quốc gia có thể làm quà Tặng cho các thư viện Của các quốc gia khác để lưu giữ Rất có ý nghĩa Ông đã băng lòng Sau đó đàm luận Đàm luận rất nhiều lần Nhưng không đến đâu đành bỏ lỡ Số tiền này vẫn còn đó Năm ngoái tôi gặp được một cơ hội Nhà in ấn thương vụ Đài Loan Tái bản tử khổ toàn thư Đây là cơ hội tốt Nên tôi đặt 100 bộ Một bộ 5 dạng 100 bộ 500 dạng Sách in xong Bây giờ để ở Hồng Kông 40 bộ Còn 30 bộ chưa giao đi đâu cả 30 bộ khác đã đem tặng Tặng Úc Châu 10 bộ Indonesia 10 bộ Malaysia 10 bộ rất hay Tôi dụng muốn tặng cho các trường đại học trong nước Việc tốt Nếu không có tiền thì sao? Không có tiền tôi cảm ơn trời đất Đầu óc không cần suy nghĩ Người ta đưa tiền đến tôi phải nghĩ dùng nó như thế nào? Làm sao để làm việc thiện thay họ? Vì thì không có tiền là tốt nhất. Đây là tiền nhiều thì làm nhiều việc tốt, tiền ít làm ít việc tốt, không có là tốt nhất. Tôi không cần lo lắng, nhất tâm niệm Phật A-di-đà. Tất cả đều tùy duyên, không cần phán duyên, tâm sẽ thanh tịnh. Quý vị muốn làm việc gì, phải tìm người giúp đỡ, tâm không thanh tịnh. Điều này chứa ngại gì tu hành của chúng ta.